Để bảo vệ con gái, cha mẹ giam cô vào trong một cỗ máy chưa đến 10 mét vuông. Ngay cả khi mỗi ngày đến đưa đồ cho cô, họ cũng đều đứng cách xa không hề có chút tiếp xúc nào. Vì cô con gái bị nhiễm trùng huyết từ nhỏ, chỉ có thể hít thở không khí được lọc bởi cabin lọc. Vốn tưởng phải sống trong chiếc quan tài lớn này đến cả đời, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một hôm cabin lọc lại sáng lên một cách khó hiểu. Càng đáng sợ hơn nữa là họ nhìn qua tấm kính liền phát hiện trên phố đột nhiên xuất hiện một luồng khí vàng và những luồng khí này đến từ đường ống thoát nước của thành phố. Tất cả những người vô tình hít phải nó đều ngã xuống đất người cha đang đi trên đường vô cùng bối rối nhưng còn chưa đợi anh đi được mấy bước lại nhìn thấy một luồng khí lớn hơn đang tràn đến chỉ trong một thời gian ngắn đã sắp tràn đến trước mặt anh đường phố lập tức trở nên hỗn loạn người đàn ông cùng dùng hết tốc lực chạy về nhà sau khi nhanh chóng về nhà anh vội vàng kéo người vợ đang ở bên cửa sổ vào ngay giây sau khí độc lập tức làm mờ cửa sổ hơn nữa chúng còn tràn vào cửa sổ thấm thẳng vào nhà qua các vết nứt may thay cô con gái có cabin lọc bảo hộ sau khi người đàn ông chuyển nó sang chế độ tiết kiệm điện anh nhanh chóng kéo vợ rời đi nhìn khí độc đang dần tràn lên các tầng bên trên họ chỉ có thể chạy lên tầng cao hơn hai vợ chồng nhanh chóng cầm bộ đàm hỏi tình hình của con gái biết được mọi chuyện vẫn ổn mới thở phào nhẹ nhõm sau đó mấy người họ ra đến ban công nhìn cảnh tượng bên dưới họ không nói nên lời nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất sau đó người đàn ông trèo lên mái nhà phóng tầm mắt ra xung quanh thấy toàn bộ thành phố đều đã chìm trong sương mù độc hại nhìn giống như một thiên đường tại nhân gian nhưng lại ẩn giấu đầy sát ý hơn nữa chất độc đã dẫn đến mất điện toàn thành phố cô con gái ở trong cabin lọc vẫn ổn nhưng pin dự phòng sẽ không đủ để dùng qua buổi tối nữa thế là người đàn ông chuẩn bị nín thở xuống dưới nhà thay pin cho con gái sau khi đến hành lang anh thử thò tay xuống khuấy làn khói khí này tuy không màu không mùi nhưng thực chất rất độc mà để thay pin rồi quay lại cần phải mất hơn 10 phút vốn dĩ một người không thể nín thở lâu đến như vậy lúc này người đàn ông đột nhiên nhớ ra tầng dưới có một ông chú trong nhà luôn có bình oxy vì sự an toàn của con gái anh quyết định mạo hiểm treo từ ống nước xuống ngay khi vừa hòa vào làn khói độc người đàn ông hít một hơi thật sâu sau đó anh liền nín thở không lâu sau liền đến tầng có mục tiêu sau khi phá cửa sổ anh thành công đột vào nhà ông chú kia vừa muốn tìm kiếm thì nhìn thấy một người đàn ông nằm dưới mặt đất người đàn ông vội vàng đi tới phát hiện chính là ông chú hàng xóm có điều đã không còn thở nữa người đàn ông không có thời gian để tỏ lòng tiếc thương vì anh đã không thể kiên trì thêm được nữa mà càng tồi tệ hơn là bình oxy mà ông chú luôn mang theo bên mình lúc này lại không hề ở gần đó người đàn ông hoảng sợ vội lấy đèn pin ra tìm kiếm xung quanh thế nhưng quay cuồng một hồi tìm hết một lượt trong nhà cũng không tìm thấy ngay khi người đàn ông sắp nghẹt thở đến nơi cuối cùng cũng tìm thấy bình oxy ở trong góc sau đó anh không dám chậm trễ nhanh nhanh chóng đeo mặt nạ dưỡng khí vào tiếp đến lại nhanh chóng tháo van cuối cùng ở phút cuối cùng cũng hít thở được oxy sau khi bình ổn trở lại anh cho nhiều bình oxy vào trong túi đang chuẩn bị rời đi lại đột nhiên nghe thấy trong phòng ngủ phát ra tiếng động bị thúc đẩy bởi sự tò mò người đàn ông giơ cao búa lên mở cửa ra lúc này mới phát hiện hóa ra là một chú chó nhưng kỳ lạ là chú chó con không những không sao mà còn rất phấn khích lẽ nào động vật miễn dịch với khí độc sao nhưng rất nhanh cảnh tượng anh nhìn thấy khiến anh phủ nhận luận định này vì con chó mẹ trong phòng đã hẹo mặc dù có chút bối rối nhưng người đàn ông không có thời gian nghĩ nhiều sau đó anh về đến nhà thành công thay pin dự phòng cho con gái còn mang theo chút nhu yếu phẩm hàng ngày để tìm thêm nhiều pin dự phòng sau đó anh lại đi xuống tầng chỉ thấy thi thể nằm rải rác trên đường phố vắng lặng nhìn họ sùi bọt mép rồi toang người đàn ông vô thức giữ chặt mặt nạ dưỡng khí sau đó anh chui xuống dưới gầm xe thu thập rất nhiều pin dự phòng ngay khi người đàn ông chuẩn bị rời đi lại đột nhiên nghe thấy tiếng huýt sáo anh tò mò đi tới thấy một nhóm người đang đi tới người đàn ông tiến lên hỏi mới biết hóa ra họ được quân đội cử đi sơ tán những người còn sống sót giờ đây cả thành phố đã đã thất thủ sau một số hoạt động tìm kiếm cứu nạn cấp trên quyết định phong tỏa toàn thành phố trong lúc nói chuyện đội trưởng nhìn bình oxy người đàn ông mang có vết nứt còn lấy ra một bình oxy nguyên chất đổi lại cho người đàn ông tiếp đến lại yêu cầu người đàn ông nhanh chóng đi theo quân đội nhưng người đàn ông lại không thể đi vì gia đình anh vẫn còn ở đây đội trưởng bất lực nhưng cũng chỉ quay người rời đi lúc này người đàn ông lại gọi đội trưởng lại mong có thêm một bộ oxy khác còn kể cho anh ấy nghe về tình trạng bệnh tình của con gái mặc dù trang bị vô cùng quý hiếm nhưng cuối cùng đội trưởng vẫn đưa cho anh một bộ sau khi trở về nhà người đàn ông kinh hoàng khi phát hiện nồng độ khí độc vẫn tăng dần, nếu tiếp tục ở đây sớm muộn cũng bị nhiễm độc mà hẹo, họ bắt buộc phải đưa con gái rời khỏi đây, mà con gái chỉ có mặc đồ phi hành gia mới có thể ra ngoài, nhưng bộ đồ phi hành gia ở rất xa trong phòng thí nghiệm ở trung tâm thành phố, nhưng lúc này hai vợ chồng nóng lòng muốn cứu con gái, quyết định mạo hiểm đi tìm bộ đồ du hành vũ trụ, biết được bố mẹ sắp đi đến trung tâm thành phố, cô con gái mong họ đi xem bạn mình thế nào, người bạn giống cô cũng bị mắc chứng nhiễm trùng huyết mà bố mẹ lại thường xuyên không ở nhà, họ kiên quyết từ chối yêu cầu của con gái, bởi vì trong tình hình hiện tại, mọi người đều gặp nguy hiểm, họ không có nghĩa vụ phải giúp đỡ con của người khác. Hai vợ chồng bất lực nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với yêu cầu của con gái thuận đường đi xem một chút, nhưng kỳ lạ là sau khi đến nhà cậu bé phát hiện trong nhà không có ai, vì lượng oxy sắp cạn nên cả hai không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Sau đó họ nhanh chóng đến phòng thí nghiệm, thành công tìm thấy bộ đồ du hành vũ trụ. Sau đó hai người cầm hộp đồ chuẩn bị rời đi, không ngờ phòng thí nghiệm lại phát nổ. May thay không bao lâu thì họ tỉnh lại, nhưng người đàn ông đột nhiên cảm thấy khó thở, lúc này mới phát hiện bình oxy đã bị hỏng, bây giờ chỉ còn lại một bình bình oxy, hai vợ chồng chỉ có thể thay nhau dùng, còn phải mang theo bộ đồ phi hành gia nặng nề, suốt chặng đường họ vừa đi vừa dừng, không biết qua bao lâu mới lên được đỉnh tòa nhà, càng tệ hơn là bình oxy cũng đã sắp cạn, nếu cứ tiếp tục thế này hai người đều phải toang ở đây, thế là người đàn ông quyết định để vợ trở về trước, mình sẽ tìm cách trở về sau, người vợ vô cùng bất đắc dĩ, bởi vì cô biết không có bình oxy chồng sẽ khó sống sót được, nhưng vừa nghĩ đến con gái ở nhà, cô vẫn kìm nước mắt lại rồi rời đi, nhưng không ngờ lần chia tay này lại là mãi mãi, để tiết kiệm oxy, người vợ điên cuồng chạy trên đường, không ngờ lượng oxy vẫn trụ được đến lúc cô về đến nhà, thời gian không còn nhiều cô nhanh chóng tháo bình oxy ra, sau đó lại nín thở, khó khăn lắm mới kéo được chiếc hộp lên tầng trên cùng, may thay cuối cùng cũng về được đến nhà, nhưng không ngờ đứa cảnh tượng tiếp theo cô nhìn thấy lại khiến cô ngạt thở hơn cả hít phải khí độc, chỉ thấy bộ đồ du hành vũ trụ bị vụ nổ vừa rồi khiến cho nát tươm, cố gắng cả nửa ngày cuối cùng chẳng được gì, người phụ nữ vô cùng tuyệt vọng, phía bên kia người chồng vẫn vội vàng đi trên các mái nhà, nhưng lại nhìn thấy một người đàn ông hẹo trên mái nhà, vết tiết dài như vậy rõ ràng là đã bị sát hại, người đàn ông liếc nhìn dấu vết rồi mạnh dạn bước vào trong bên trong quả nhiên có dấu vết có người từng sống ở đây ngoài vật dụng lại còn có bình oxy anh nhìn quanh đánh giá sau khi xác nhận không có ai gần đó liền trực tiếp cõng bình oxy sau lưng mang về nhưng còn chưa đợi anh đi ra đến cửa một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát bước vào cảnh cáo anh đặt bình oxy xuống người đàn ông nhìn thấu chỉ bằng một lời nói bình oxy này hoàn toàn không phải của anh ta nhưng người cảnh sát này đã dùng vũ khí trong tay mình để cướp lấy còn vì vậy mà giúp người đang xuất một cách dã man thấy đã bị lộ tên cảnh sát cũng quyết định không giả vờ nữa tay phải từ từ chạm vào khẩu súng không ngờ cảnh tượng này lại bị người đàn ông đã phòng bị từ lâu nhìn thấu anh đeo mặt nạ dưỡng khí lên đẩy tên cảnh sát xuống khí độc sau đó hai người vật lộn đánh nhau lúc này khẩu súng vô tình rơi xuống đất tên cảnh sát muốn với lấy khẩu súng nhưng lại bị người đàn ông ôm chặt từ phía sau không có sự bảo vệ của mặt nạ dưỡng khí anh ta không trụ nổi quá ba giây đã đi gặp các cụ trong lòng người đàn ông lại không hề vui chút nào anh biết nếu mình không tàn nhẫn thì người phải nằm xuống chính là anh sau khi đứng dậy anh vội vã về nhà phía bên này người vợ đang đợi anh về lại đột nhiên phát hiện pin trong cabin lọc của con gái sắp hết không có chồng ở đây cô nhất thời không biết phải làm sao nhưng qua bao nhiêu lâu thấy chồng mãi vẫn chưa về cô quyết định mạo hiểm đi thay pin cho con gái nhìn làn khí độc ngoài hành lang người phụ nữ hít một hơi thật sâu sau đó không chút do dự lao vào làn khí độc cô chạy thật nhanh nhưng dù nhanh đến đâu cũng không thể so sánh với khí độc lan tràn thấy mẹ xuống mà không đeo mặt nạ dưỡng khí cô con gái trong cabin vô cùng lo lắng nhưng mẹ lại không có thời gian giải thích với cô nhanh chóng thay pin dự phòng cho cabin lọc nhìn thấy máy phát sáng cô mới thở phào nhẹ nhõm nhưng cuối cùng trước khi rời đi người phụ nữ dường như có linh cảm gì đó ngược lại không vội lên tầng bắt đầu nhìn sâu vào đứa con gái bé bỏng của mình cuối cùng dưới sự thúc giục liên tục của cô con gái lúc này người mẹ mới không đành lòng rời đi không biết qua bao nhiêu lâu cuối cùng người đàn ông cũng trở về thế nhưng cảnh tượng trước mặt khiến anh ngây người ra không dám tin anh từ từ tiến lại gần nhưng khi khoảng cách ngày càng gần hơn nước mắt sau tấm mặt nạ dưỡng khi không ngừng tuôn trào thế nhưng anh vẫn phải tiếp tục kiên trì người đàn ông biết mình không thể giấu được cũng hiểu chuyện thế này nhất định phải do mình nói ra biết tin mẹ mình đã qua đời cô bé nghe xong thì im lặng thu mình vào trong góc hồi lâu cũng không nói gì lần đầu tiên cô cảm thấy mình là gánh nặng không lâu sau trong nhà đột nhiên xảy ra một trận động đất nhẹ vốn dĩ khí độc chỉ từ từ bốc lên lúc này lại bắt đầu tăng lên một cách đáng kể nơi này sắp hoàn toàn bị chìm trong khí độc người đàn ông quyết định ra ngoài thử vận may lần nữa xem có thể tìm được mấy bộ quần áo bảo hộ cho hai người già không ông già lại mỉm cười lắc đầu vì tuổi thọ của họ vốn cũng không còn được bao lâu nữa không muốn lãng phí tài nguyên của giới trẻ nữa cuối cùng ông nắm lấy tay người đã ở bên cạnh mình nửa đời người nhẹ nhàng lên đường được ở bên cạnh bà tôi là người hạnh phúc nhất phía bên này người đàn ông may mắn tìm thấy một bộ đồ bảo hộ cao cấp nhất cho con gái trong một chiếc xe tải do lo lắng về quá muộn lại xảy ra đại họa anh tìm thấy một chiếc xe điện bên đường liền lái trở về tuy nhiên tầm nhìn trong khí độc cực kỳ hạn chế lại thêm người đàn ông lái xe quá nhanh ngay giây sau một cậu bé đột nhiên nhảy ra người đàn ông không tránh kịp đã tông phải cậu ta không ngờ đầu anh đập vào thùng sắt sau đó trực tiếp ngất đi sau khi tỉnh lại đã không biết qua bao lâu anh cầm bộ đàm vừa tập tĩnh đi vừa gọi cho con gái nhưng phía bên cô con gái lại không lên tiếng vừa nghĩ con gái có lẽ đã toang ở trong nhà hai chân của người đàn ông mềm nhũn ra không thể tiến thêm nửa bước anh tuyệt vọng tựa người vào xe chuẩn bị im lặng chờ toang nhưng đột nhiên nhìn thấy hai bóng người đang đi trong làn xương trắng người đàn ông không dám tin đứng dậy mà cảnh tượng tiếp theo đối với anh như một giấc mơ chỉ thấy con gái lại vẫn còn sống chạy tới hóa ra chứng bệnh này miễn dịch với khí độc người đàn ông sau khi nghe vậy thì vô cùng vui mừng nhưng ngay giây sau anh lại cởi mặt nạ dưỡng khí của mình ra sau đó khi con gái đang không hiểu trước tiên anh hôn lên má con gái mình mẹ ở trên trời đang nhìn con sau đó buồn cười là khi anh tỉnh lại lần nữa. lại phát hiện anh với con gái đã hoán đổi cho nhau bộ phim tới đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành với mình hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh